Cá này nhá. Rồi nó cũng chết thôi.
Hôm nay mẹ phải đi làm đêm. Con ở nhà trông anh giúp mẹ nhé. Ra khỏi phòng con đi. Đừng có động vào đồ của con nữa. Tao đây này, tao là người đẻ ra mày, tao mới có quyền quyết định cuộc sống của mày, mày hiểu chưa?
cho em lấy bát cá của em. Mỹ bảo anh Nam Mỹ chảy máu, anh dán vào đi. Đợi mẹ em về, anh Nam đừng mắng em. Lại Nam bảo con cá của em nó bị chết rồi.
Nào, đứng gần rồi đấy. Nào, anh Nam đừng có trêu em. Rồi rồi, rồi, phơi. Phơi lên. Phơi lên cho anh. Dạ. Được làm con cá suốt ngày ở dưới nước như thế thì sướng nhở. Nam cũng muốn làm con cá.
Thì anh chui vào chậu này đi, để em nuôi anh. Nào, đừng có trêu em. Tắm đi. Đừng có trêu em nữa. Anh còn chả ướt rồi. Đi về đi. Không. Ướt hết người em rồi. Tắm đi, tắm đi. Không. Đằng nào chả ướt rồi. Oh.